Wow, biển bãi cháy. Một hôm buổi chiều ở biển bãi cháy. Thưa các anh chị và các bạn, mình toàn đang đi dọc theo cái bờ biển bãi cháy của Hạ Long, Quảng Ninh để gửi một số hình ảnh về quay biển bãi cháy đến cho anh chị cũng như các bạn biết về cái khu vực biển bãi cháy này. Đợt này là bắt đầu vào mùa hè nắng nóng thì tại biển bãi cháy còn khá là đông người, còn bình thường thì cũng ít người. Nhiều người mang cả máy điện thoại xuống để chụp ảnh ở dưới nước luôn. Em gái đây khá là xinh luôn. Dưới bãi biển bãi cháy thì cũng có những cái nơi bãi, khu bãi rất là sạch nhưng mà cũng có nơi rất là bẩn. Rác vào bãi rất là nhiều luôn. Cái này thì bạn còn cá bóng. Đằng này thì có một cái con tàu mà đang không biết là hút cát hay là đường cát. Còn đây là công trình. Bắp như này khi nào cho đầy cát được rồi? Thế cháu bảo cái này có đâu không? Thank you.
nước thì khá là trong xanh, và bãi biển khá là bẩn. Cái này khá là xinh. Rồi có cái hình xăm ở Thái Dương khá là đẹp. Thôi, khả năng là cái video này Minh Toàn sẽ rời đến chỗ khác và Minh Toàn đã quay ở lĩnh vực khác. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Đừng quên nhấn đăng ký để mà theo dõi những cái video mới nhất, cũng là để là người xem những cái video mới nhất về Hạ Long nói riêng và về cuộc sống ở các bãi biển nói chung anh chị nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.